Hello anh em, hiện nay mình với Sầu Ca có một cái ý tưởng là đi xuống Hiệp Thạnh anh em, xuống gần mé biển, mấy anh em mình sẽ đi bắn chim nè. Nói chung là gặp con gì bắn con đó, với lại mình sẽ bắn mấy con ba khía anh em, ba khía thòi lòi đồ. Mình ra bãi biển mình sinh tồn nha anh em. Tại đây thì nghe hai tu hú nó kêu đây anh em, mình đang đứng túc. Rồi để coi có gì mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi xong rồi mình sinh tồn luôn anh em ơi. Ok anh em, let's go anh em ơi. Kỹ nha, cây không á. Lên xe. Gớt quá đẹp anh ơi. Gớt quá đẹp anh ơi. À, sầu cạo của tôi đỉnh quá anh em ơi. Đúng rồi anh cạo. Ý, nát luôn anh ơi. Rồi, cái nạn đó mình khó ăn nghe. Cá gớt ác kìa trời. Anh đôn dưới này nè. Tốt rồi. Đôn nó đôn ngang á. Đôn cái lưng nó cho nó lòn qua bên kia luôn. Còn bắn cái đầu gớt lên đây nè. Rồi. Gớt. Ôi trời. Con này vàng ẻo luôn. Bắn ngay viên thủy. Già luôn rồi. Già rồi. Tiếp anh em ơi. Rồi tiếp anh em ơi. Quá nặng luôn anh em. Kịp, ấy coi chừng có trứng nè. Rồi. Nè. Nghe rồi xong. Nghe chừng tiếng thủy quá ngon luôn anh em ơi. Tiếp anh em ơi. Rồi anh em ơi. Ôi ui. Sớt đậu. Rồi xong. Giật lỗ tìm chim đi em. Đấy, đây sát bên. Ui dây điện tùm lum chứ chạy. Ui quá trời dây nhợ rồi anh em ơi. Được. Ôi con xiên táo luôn. Ui, ui. Hết lên rồi. Rồi tiếp anh em ơi. Nắm em. Tiếp anh em ơi. Chết nè. Nẻ vô cái mai đó nghe, đừng nẻo càng đó nghe. Quá trời cái lỗ. Rồi xong. Mai đó. Hay lắm anh ơi. Bự, cái càng nó bằng cùm tay em vậy á. Hai càng nó chắc cả ký á. Ôi trời. Nó bự hẹn hồn gì nè. Sầu cao bắn kiểu này là ăn bao thịt luôn nè. Này rửa không? Rửa chứ.
có nước luôn nè. Rồi tiếp đây mời, đó có con mèo kìa. Mèo nướng không? Đen mung luôn. Thôi lại anh em ơi, đừng có xuống, đừng có xuống. Nó anh đứng xuống lấy là thùng mà. Ui sao bỏ túi chứ vậy? Con này sao sống nổi với sầu ca được mà nói gì tí. Em thấy con lẩu trên cái đầu nó rồi đó. Mắt. Rớt hai mắt ra luôn rồi đó. Đây con. Đây con này. Lùm con này trước cái đi. Gì dạ mắng mấy ba khía với mấy thòi lòi anh ơi. Dạ em túc lo con cu á. Kìa nó chạy ngược về anh bển kìa. Bắn nè. Đâu rồi? Trong cái đuối nè. Kìa. Vô mé mẹ được. Rồi sao? Kìa. Còn. Rồi con này nó chuẩn bị chui vô kìa. Rồi chạy ngoài nữa à. Nhát quá. Con này vẫn chui vô trong hang rồi. Rồi, nó bị cá. Rồi bị cá táp kìa. Đứt làm hai kìa. Cá chẽm. Ghê vậy? Cá chẽm nó gì vậy? Nó lội vô kìa. Ôi nó bị táp nó phơi cái gì kìa anh. Kìa nó lội vô kìa, thử cho nó. Cho nó vô mé. Nó bị cá chẽm. Đợi nó ra kìa, nó rớt. Không nghe luôn anh. Thôi nó bị cá chẽm táp phơi kìa. Đứt đuôi gì rồi? Rồi xong. Bắn. Rồi. Bắn người khám nghiệm cái. Trời ơi lũi vô hang ngậm ơi. Ha bị cá chẽm táp bơi không nổi luôn trời. Cái này lùa chứ. Ừ. Bỏ đây. Con kia anh lượm rồi hả? Rồi, xíu rồi. Tiếp anh em ơi. Nè, cái camera này bấm này. Xuyên rồi đó. Chung rồi. Lụm lẻ. Ây, bự, lụm lẻ. Tuyệt vời, ôi trời. Cái này mà có muối ớt á anh. Mình nướng, mình chấm muối ớt. Rồi, ngon quá. Tiếp anh em ơi. Còn miếng bắt ngoài. Hay, sữa luôn cái gì kìa. Nổi đầu bắn đó trời. Đâu bắn đó trời. Canh miếng bắt ngoài đó. Ghê thiệt. Mấy con này. Trời, bắn mấy con qua khía này kinh nghiệm dữ lắm nghe anh em. Kinh nghiệm lắm mới ăn được. Trời ơi, giỡn hoài bắn cái ký luôn bán đi không bán chúng ta chợ nè. Con nói đâu có hàng đâu thầy. Không bán thành là lĩnh lắm á chứ. Chính xác không? Chính xác. Kéo hết sải đóng con cái đi anh. Không hết mà ngồi xe mà. Chỗ vậy em tí má nè, tí má ẹo người nè. Vậy đi vươn thẳng tay là lụm được không? Vô vỏ nè. Em đi cái bờ kinh này. Cây vô cái cây banh cái rễ luôn rồi. Rồi xong. Bự của em. Này bự lắm. Nhưng mà chỉ đứa này to lắm. Trời ơi con cua hoàng đế. Sao? Cái càng đó nè. Chết rồi. Trời ơi. Ui. Nè, con biết tới luôn rồi, tới luôn rồi. Tiếp. Chấm mưa ớt là tới bài. Đây, thò lội vô tới kìa. Đúng rồi. Bơi vô bờ đi đặng sống. Nãy giờ cố gắng bơi mà. Ăn quậy nè. Ăn quậy nè. Ăn quậy nè. Muốn rớt cái đầu ra luôn. Chị bắn quá, chị bắn với anh. Mấy con? Cái con trong ghế nước cái bự. Chết chưa? Chết rồi. Quá trời rồi. Trong bị nước luôn. Rồi em thấy rồi. Con nó bự đó. Nè.
bàn bàn khía hai thùng lồi to. Ủa sao nó không lên? Em kéo ngoài mới rồi. Rồi. Con gì vậy? Trời ơi trời nè. Chưa, đã nói rồi con đều bự mà. Dạ chát. Ghê thiệt. Nè anh em. Lớn thiệt chứ. Nhưng của hoàng đế gì chạy. Em ơi, quá trời nó bự anh em ơi. Quạt dây mắt em sao? Rồi. Trời ơi. Trời ơi này ơi. Cái này á. Đây nè. Giống cái lưng. Mày nó bự nè anh em. Rồi giờ nó đã. Cái viên đầu trúng vô cây sao? Ôi nó bự anh em ơi. Rồi nó nhát anh em ơi. Thôi thôi hả? Mày chỉ con nào nó xà bá mày quá. Kìa kìa nó chạy lên kìa kìa kìa. Trời giác hai càng đi không nổi đâu. Vô cái cây. Vô cái cây trước. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Vô đâu rồi? Vô hốc. Còn con kìa. Mé đầu ra. Nhát ra. Đó chạy cái đó. Chạy cái bị ngang đó. Chưa thấy. Cái gì? Không được. Chúng em sợ quá nhiều quá. Đừng. Rồi em thấy rồi. Trời ơi trời cái đầu nó kìa anh em ơi. Chết màu. Em đè cây xuống. Từ từ dòm dòm có ong không? Không. Có ong bằng không? Không, ok ok. Nè. Thấy rồi. Đè cây xuống. Bỏ chép đi. Để em. Anh cứ yên tâm. Anh đã đứng cây là đâu luôn. Quá trời to nè. Anh còn mình quay không được. Dạ. Euro. Rồi đạp xuống, đạp xuống. Đúng rồi. Gán nè, gán không? Ờ, ai vậy? Đâu không đúng đâu. Rửa luôn. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Lúng lúc anh em ơi. Ừ nè anh em ơi. Trời nó bự. Xì gô không? Bắn ngay tâm luôn. Quá đông lắm. Được chứ. Tụi em bắn ba khía anh ơi. Bắn ba khía hả? Dạ. Dạ. Rồi rã luôn. Quá trời luôn anh em ơi. Hai ba con. Trời ơi bên đó con quá trời bự mà không có đường xuống. Ôi. Trời ơi. Con nào con nấy nó nấy không à. Quá đã. Bắn bự ra, bắn bự ra. Bắn ngày càng xiên quanh kia luôn. Anh con em con, anh con em con. Mày còn kìa, con bu bu trên cây kìa. Đây để em xuống cho. Giờ phụ em coi có ong không. Không. Không tôi tình thần. Nó chìm dưới nước rồi đó nghe. Nó chạy rồi, con nó còn sống. Không, nó té nước quay quay. Nó bự thôi. Nè. Bự dữ vậy. Không mày khiến này sửa rồi. Tiếp quá trời bọc khủng. Đúng đi.
hết ăn luôn chết rồi. Dạ yeah. Hai viên luôn rồi vậy. Em tính nghĩ đậu mà. Em buông trước, anh buông sau em chút xíu à. Này anh em ơi. Tiếp anh em ơi. Thôi rồi á. Anh em ơi, thì giờ cũng chiều rồi anh em. Mấy anh em mình bắn được mớ giờ ra mấy biển sinh tồn này. Này. Biển Hiệp Thạnh nha anh em. Quá trời đẹp luôn. Rồi mình đổ ra cho anh em xem xong rồi mình xuống dưới mé đó mình rửa anh em ơi. Đây. Rồi, mình cầm tay mình quay cũng hơi khó. Chừng cá nó chạy nha anh. Đó đó đó. Rớt con rồi đó. Trời nãy nãy không anh em ơi. Ba khía nè. Đây mình đường con tôm hú nè. VIP. Vô đây hai anh em mình xin đồn chết bà quên mua muối rồi. Hồi đi tính. Quên mua muối rồi anh em ơi. Rồi giờ đấy mọi người. Mày khía. Quá trời. Nhiều nước. Quá trời đẹp luôn. Rồi để mình xuống mé đó mình rửa cái mình quay tiếp cho anh em xem anh em ơi. Làm review. Nướng gì nè. Đã chưa? Sầu ca mới giác nguyên cục đá của tôi ngủ không. Chà bá luôn đi lên trên này. Để mình đi với tay mình quay không được. Dạ. Thở quá vậy thở. Ra 11 luôn này giận. Nặng lắm á, đi nó dốc này đi không nổi. Ừ, cái dốc này quá chạy lại xuống. Dạ, im lắm rồi đó. Quá chị đã anh em ơi. Giờ mình còn thiếu nước đá với muối hả? Đây view quá chị đẹp. Trời trong xanh. Rồi. Con nào chín đem về anh em ơi. Để khác là nó giòn hết khỏi ăn luôn. Con nào rồi chín đâu. Nè, con này nè. Chút đá dưới trời. Vàng hết rồi. Này cán, cán. Nướng chín quá là nó khô vô vỏ hết. Này chưa. Để than vô lát cháy vậy. Mấy cá thì chắc mình phải đem xuống rồi. Chở bể đi, chín lưng rồi đó, chở bể đi. Đem xuống gác đi anh ơi. Chứ như vậy là nó lâu lắm. Trời, chúng mà đẩy vô, lùa vô. Lùa vô được. Đèn đèn trước anh em ơi. Con nào chín thì trước. Lát con này chín thì biết sao. Ngọt ghê chứ. Dạ, càng đi lát đập. Đã chưa? Này có mưa ớt chanh á. Khô quá không? Đậu ngon. Mua gạch luôn.
chín rồi. Có kèo chín mà. Có hàng VIP. Có hàng VIP. Có kèo nó xíu anh cho cái cây nó quá trời dài luôn. Chín giờ. Chín rồi. Nhà kèo luôn nè. Anh đi. Dưới cây anh. Con này anh bắn nè. Chia đi. Cái kèo bụng nó ăn hết à anh ơi. Cá kèo sao bỏ ruột được. Thơm. Bắn sao bị viền mày trúng nó. Nó hổ quá. Ruột nó hơi cát. Tại mới bắn lên mà. Nó ngọt dữ vậy. Nhảy đầu luôn. Ăn nãy giờ mà mấy hàng viết này chưa chín anh em ơi. Ăn hết nổi luôn. Ăn no luôn rồi. Sọt sim gì nè Tấn. Trời này xuất xuống. Trời ơi chín anh ơi. Mình để lát luôn. Cào mới than nhau chảy em vô trong. Hai cái quan trọng hơn. Tô hú chín rồi đó. Chưa. Em ơi cuối cùng cũng được dứt rồi. Giờ mấy cá này chín tối luôn rồi. Đại gì thế. Còn một trứng á. Nóng. Trời ơi nè. Cho mấy ông già nhậu ngựa con nhậu xỉn luôn. Nóng. Anh em mình chiến. Cái này không chín đâu. Ai xong anh em mình về. Tối rồi. Một ngày trên em ơi. Cái này thì bao mà không. Cái này có bịch muối mịt tôm cũng ngon. Quá đã. Mày kia ăn hết nổi em à. Quá à. Quá chẳng ngán mày kia. Chợ tu hú nữa là tối luôn anh em ơi. Rồi kết thúc clip anh em ơi. Để lát quay anh em không thấy gì. Anh em xem clip có thấy vui thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em.